Chúng ta đến với 6 bước để sản xuất video này. Bước 1 là tối ưu kênh. Được chưa? Bước 2 là lên ý tưởng và kịch bản. Đó, tối ưu kênh này nhá thì mọi người phải tối ưu là tên. Đó, tên kênh thì mọi người có thể đặt là tên thật. Tên thật của mình, ví dụ là Nguyễn Đình Quang. Đây, tên kênh thì bạn có thể đặt tên là tên thật của bản thân, ví dụ là Nguyễn Đình Quang. Hay là tên cộng biệt danh, ví dụ là Quỳnh Sô-cô-la là tên cộng biệt danh, đúng không ạ? Để cho người ta dễ nhớ. Đấy, thì tùy mọi người. Thứ hai là ID kênh. Cái phần ID kênh này thì chúng ta lấy luôn phần tên kênh và viết liền không giấu xuống. Không, ngày nào cũng cần đăng vào một, một, một mặt hàng à anh, không cần. Có những cái sản phẩm, ví dụ sản phẩm sổ nhà Quang, quay 70 video, nguyên một sản phẩm sổ thôi. Một sản phẩm mình mua về mình quay hàng trăm video cũng được. Được chưa? không cần ngày nào phải có sản phẩm mới một sản phẩm quay liên tục đổi kịch bản đi một tí là được rồi ID kênh nhé đây là quan đang hướng dẫn mọi người tối ưu kênh tiktok đấy ạ ai kênh thì phần này mọi người lấy tên kênh và viết liền không giấu xuống bước thứ ba này đó là đổi ảnh đại diện thì nên là ảnh rõ ràng khuôn mặt nên là ảnh rõ ràng khuôn mặt nhé thứ tư mô tả kênh thì viết ngắn gọn mô tả về các sản phẩm mà bạn sẽ bán ở trên kênh kèm theo kêu gọi hành động kèm kêu gọi hành động ví dụ mình có thể đặt như sau này chuyên review các sản phẩm gia dụng đúng không ạ là mình mô tả ngắn gọn về kênh của mình đấy à mua hàng bấm vào tiktok shop là câu kêu gọi hành động hoặc chúng ta chỉ để mỗi câu kêu gọi hành động thôi cũng được mình chỉ bảo mỗi là mua hàng bấm vào tích góc shop thôi cũng được không vấn đề gì cả ok cho mọi người rồi và quy trình này đó là khi mọi người lập kênh xong thì phải tối ưu ngay lập tức tất cả những cái yếu tố này phải thêm số điện thoại vào không có số điện thoại thì thêm gmail vào để kênh của mình nó tăng được uy tín và TikTok nó không quét là tài khoản rác. Đấy. Khi lập tài khoản xong thì tuyệt đối không được đăng video ngay. Đăng ngay đảm bảo flop ạ. Không có view luôn. TikTok nó đưa vào là spam, đưa vào nghi ngờ. Mà mình phải tương tác cho quang đâu đấy khoảng từ 1 đến 2 ngày. Lướt bảng tin, follow, thả tim, xem hết những cái video ở trên bảng tin xem như một người bình thường được chưa cái nào hay thì thả tim cái nào mình thích thì mình bình luận em để ảnh logo tự tạo nên để ảnh của mình nhé không nên để ảnh logo à... ai ảnh của mình tốt hơn ạ đấy mọi người nhớ nhé lập kênh xong ấy là phải đi tương tác đã đừng đăng video vội mình đăng video vội là không có view đâu